Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa Quốc hội, kính thưa các vị khách quý, kính thưa đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cử tri và nhân dân cả nước. Hôm nay, Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã đến dự phiên khai mạc kỳ họp. Xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa Quốc hội, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 diễn ra sau khi hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 thành công rất tốt đẹp. Kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định nhiều vấn đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực, khắc phục các điểm nghẽn. Tất cả vì sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đảm bảo đời sống của nhân dân. Tại phiên họp chủ bị, các vị đại biểu Quốc hội đã thống nhất rất cao, biểu quyết thông qua nội dung, thời gian, chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp. Quốc hội sẽ làm việc trong 29,5 ngày, từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11, 2024. Chia làm hai đợt, đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11, đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến sáng ngày 30 tháng 11. Tại phiên khai mạc này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng. Theo chương trình của kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét quyết định những nội dung sau đây. Thứ nhất, về công tác lập pháp. Đây là nội dung trọng tâm chiếm phần lớn thời gian của kỳ họp. Có 31 dự án luật dự thảo nghị quyết được thảo luận. Trong đó, Quốc hội xem xét phấn đấu thông qua 18 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết vi phạm pháp luật và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác. Đây là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp rất lớn. Các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét tại kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực mà thực tiễn đang đòi hỏi cấp thiết và nhiều doanh nghiệp và cử tri, nhân dân cả nước rất quan tâm. Vì vậy, trên cơ sở cụ thể hóa chủ trương nghị quyết của Đảng, xuất phát từ thực tiễn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, trí tuệ, chuyên nghiệp, khoa học, tập trung góp ý toàn diện cả về nội dung và thực lập pháp của các dự án luật. Luật cần ngắn gọn, chỉ quy định những vấn đề theo đúng thẩm quyền của Quốc hội, không luật hóa các vấn đề thuộc thông tư, nghị định, không cầu toàn, nóng vội, không quy định cứng nhắc, chuyển tư duy quản lý sang khơi thông nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền triệt để, thực chất, đảm bảo đủ khả năng cho cá nhân, cơ quan được phân cấp, phân quyền có thể tổ chức thực hiện công việc, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát quyền lực, không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong các luật nghị quyết, đảm bảo khi các luật, các nghị quyết được Quốc hội thông qua, đạt chất lượng cao và tuổi thọ lâu, tạo điều kiện thuận lợi và giao quyền chủ động, linh hoạt cho chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện luật, gắn việc xây dựng luật và tổ chức thực thi luật đạt hiệu quả cao nhất. Thứ hai, về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 được tổ chức sớm hơn thường lệ,
giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội có thời gian nhiều để nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo của Chính phủ để trình Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, trong đó có kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2025, xem xét quyết định thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030, chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và nhiều nội dung quan trọng khác. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, tập trung vào những vấn đề lớn, những kết quả quan trọng đã đạt được, những bất cập, hạn chế, yếu kém, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả, lưu ý những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai bão lũ gây ra ở 26 tỉnh thành phố phía Bắc và một số tỉnh ở miền Trung. Bên cạnh đó, các vị đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận, góp ý về sự phù hợp, tính khả thi, hiệu quả của các chính sách, tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật nhằm phát huy được nguồn lực, tận dụng cơ hội phát triển để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thứ ba về giám sát tối cao. Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, xem xét báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023, thảo luận, xem xét các báo cáo của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời thảo luận cho ý kiến lần đầu vào dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thứ tư, về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét tiến hành bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một số nội dung công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Như vậy, khối lượng công việc của kỳ họp thứ 8 là rất lớn. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy dân chủ, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi trên tinh thần xây dựng, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, đáp ứng sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.